Rồi, xin chào quý vị bạn trở lại với channel của mình. Thì quý vị bạn có thể nhận ra đây là phiên bản Fortuner máy dầu số động một cầu Legender mới nhất của Toyota, mới ra mắt cách đây khoảng gần một tháng nhé. Cái điểm đặc biệt ở chiếc xe này nó nằm ở màu sắc của xe. Khi mà Fortuner hiện nay thì sẽ không có màu đỏ, tuy nhiên thì với một khách hàng thích cái màu hợp mệnh thì đã đặt sơn lại ở phía đại lý. Và không phải ngẫu nhiên mà chúng ta có cái Fortuner màu lên màu đỏ 3R3 rất đẹp như này. Hiện nay thì cái mức giá của mẫu xe này đang là 1 tỷ 195 triệu đồng, chưa bao gồm chi phí lăn bánh và khuyến mại. Chi phí lăn bánh hay chương trình khuyến mại thì sẽ phụ thuộc vào từng thời điểm quý khách hàng lấy xe. Các bác nào quan tâm hay muốn đặt sơn màu theo ý thì có thể vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua like đang đính kèm trên video. Hiện nay thì cái mức giá lăn bánh của mẫu xe này tại thị trường tỉnh sẽ dao động vào khoảng 1 tỷ 240 hoặc 1 tỷ 250 tùy vào từng điều kiện chương trình khuyến mại. Đẹp đúng không ạ?